Huyền Thi, một cô nàng vô cùng dễ thương nhưng cũng rất cá tính, và đặc biệt sở hữu một chiều cao mà khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng đừng vì vẻ ngoài xinh xắn dễ thương mà nghĩ rằng Huyền Thi yếu đuối, bởi vì cô ấy cũng là một vận động viên taekwondo chuyên nghiệp. Cái giò này mà đá là bên kia né, không có được đâu. Lên tới tóc luôn á. Liệu cô nàng xinh đẹp và mạnh mẽ này sẽ cảm nhận về năm chàng trai bí ẩn như thế nào? Ai là người sẽ chinh phục được trái tim của Huyền Thi đây? Em thật sự là người khá là nhát gái. Khá là nhát gái. Dạ, em nghĩ là mấy bài đó mình chọn những cái bài người lớn như là cháu lên ba. Đúng. Một con vịt. Đúng. Mẹ đi vắng. Cả nhà thương nhau. Thôi yes. Cả nhà thương nhau đi anh. Ok, hai, ba, cả nhà thương nhau. Bài gì, bài gì em? Cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau không thuộc. Cái gì? Chắc thể mất điểm quá rồi. Dạ. Bài đó. Anh à, thôi mình nhảy đi. Mình nhảy tự do đi, thấy sẽ ấn tượng hơn đó. Kiên ơi, hồi nãy bạn Chí Quang ở địa chỉ trên cao hơn trên kia kìa, không có biết bài Cả nhà thương nhau, coi như bị một cái điểm trừ. Bạn biết bài đó không? Hát tặng bạn Huyền Thi đi, bạn Thi thích bài đó lắm. Khi mà tới chương trình này gặp được bạn nữ, em tin là sau này con của em sẽ học giỏi môn thể dục, tại vì có mẹ là một giáo viên. Hôm nay em chỉ có một câu nói muốn gửi đến bạn nữ thôi, là anh đến đây thì vẫn ế, và nếu em cũng thế thì mình yêu thôi. Liệu ai trong số năm chàng trai bí ẩn sẽ được sánh bước cùng Huyền Thi? Đón xem Ngôi sao tình yêu phát sóng vào lúc 21:30 ngày 23 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.